câu mà sáng ngày vợ nó làm bún làm đồ sẵn đó cho mình. Hỏi sao mà không phải đem ké về cho xong đưa cái đít vô. Đó coi cá không? Đây mọi người ơi. Mọi người ơi, vô mọi người ơi. Mọi người ơi. Thằng Bằng nó mở nhà hàng nè. Bún nhiều hơn nước, lộn. Bún ké nhiều hơn nước. Bún cá nục nha mọi người. À. Mau vô, thank you chú. Thank you. Đây. Ủng sát cá còn nó mới tới rồi chơi nè. Đó. 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 Chú bi chứ chú bơ chị đó. YouTuber. YouTube. Bút cái gì mà đấy? Bây giờ không có còn bút nữa, bây giờ là đang bị Covid rồi. Mày đói dữ gì vậy tí? Thiệt luôn hả? Phải đói thôi. Trời, nó đói dữ dằn luôn anh Bạch ơi. Rồi, bút đi. Mời nha. Mời mọi người đi. Mời mọi người. Lại chìm lên cho con kim chi nó thấy. Ồ, thơm quá. Thẳng chịu đi. Ăn chứ mình. Cá đâu, múc lên coi, khoe coi. Đầy đủ. Cá tươi nha. Fresh off the ocean. Mua hề, thiếu em thôi. Học vịt lộn ngàn trứng 3 đồng, học vịt lộn. Trứng 3 đồng. Ăn cá bữa nay hai anh em bằng ngân sách. Ok bye mọi người nha, ăn cái đây nha, để ngân sách ăn hết nha. Ok. Rồi khui cho bia đi. Cho nó tiêu rồi. Ăn trước hả? Ăn trước không bia. Anh Vũ.